Sơn kính cách nhiệt Nano Sketch, công nghệ chống nóng mới thay thế phim cách nhiệt, giảm ngay 8-15 độ C khi lăn lên kính, khắc phục các nhược điểm của phim cách nhiệt như không làm tối phòng, không bị bay màu, không bong mép rỗ khí trong 20 năm sử dụng, có giá thành thấp hơn phim cách nhiệt. Nano Sketch, nhà cực mát, kính cực trọng. Truy cập ngay website sketch.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết. VinFast President nhận mưa lời khen từ khách hàng. Động cơ V8 6.2 lít mạnh mẽ bậc nhất thế giới, độ hoàn thiện tuyệt vời, hàng ghế sau rộng với tính năng ít hãng xe có được là những lời khen của các khách hàng có dịp được sờ tận tay những chiếc VinFast bản giới hạn President vừa ra mắt ngày 7 tháng 9. Chưa cả buổi sáng, anh Nguyễn Văn Thành mới tranh thủ được một chút thời gian nghỉ trưa để ngắm tận nơi chiếc VinFast President mới ra mắt. Anh Thành là một trong những khách hàng chốt sớm nhất một chiếc VinFast Lux SA 2.0 bản cao cấp sau lần trải nghiệm đầu tiên cách đây một năm. Đó cũng là chiếc ô tô đầu tiên của anh Thành. Tới đại lý VinFast Đại Việt trên đường Nguyễn Văn Linh, Hà Nội trong ngày đầu tiên ra mắt chiếc President, anh Thành cho biết, ngay khi đọc được thông tin về một mẫu xe chạy động cơ V8 như President, anh đã thấy rất hào hứng. Không gì đam mê hơn ngồi sau tay lái của một chiếc xe Việt với động cơ vào hàng khủng nhất trên thế giới, người đàn ông sinh năm 1982 nói. Theo lời anh, chiếc Lux FA anh đang chạy không có gì phải phàn nàn với động cơ khỏe, chạy êm, cách âm tốt. Thế nhưng tự nhận mình là một người đam mê sự mạnh mẽ, anh Thành chia sẻ, một mẫu xe với khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong vòng 6,8 giây vẫn khiến anh vô cùng hào hứng. Một điểm thu hút anh ở chiếc President là khoang sau rộng rãi với khoảng duỗi chân được tăng thêm tới 20cm so với mẫu Lux FA 2.0. Với người cao lớn như anh Thành, đây là một điều rất ấn tượng. Động cơ khủng và độ hoàn thiện chi tiết tốt, đó là hai điều thuyết phục tôi. Tôi dự tính sẽ rước về một chiếc. Mẫu Lux SA ở nhà sẽ để cho bà xã dùng, còn mình sẽ tự tay cầm lái chiếc President. Tất nhiên là còn tùy duyên vì chỉ có 500 chiếc, anh Nguyễn Văn Thành cho hay. Ở một góc khác tại VinFast Đại Việt, vị khách hàng có tên Nguyễn Thanh Đức lại ấn tượng với chiếc President theo một cách riêng. Với ông Đức, trải nghiệm của người ngồi sau với những mẫu xe hạng sang là vô cùng quan trọng. Bản thân ông đã trải nghiệm rất nhiều dòng xe, nhưng với chiếc SUV giới hạn của VinFast, ông ngạc nhiên là hãng xe Việt chăm chút cho người dùng đến thế. Sự thoải mái theo ông đến từ cảm giác rộng rãi khi bước vào hàng ghế sau, tới lớp da sang trọng với những hình thêu lượn sóng rất đẹp. Đặc biệt, điều thu hút ông nhất là tính năng MyStyle, sưởi và thông gió dành cho cả người ngồi trước và sau. Chỉ vào lớp da với những lỗ nhỏ li ti được xử lý một cách tỉ mẩn, công phu để tạo độ thoáng, vị khách hàng thừa nhận điều này không dễ thực hiện. Bởi thế, nhiều hãng hiện không có chế độ thông gió dành cho các hàng ghế. Với điều kiện nóng ẩm như ở Việt Nam, theo ông điều này là vô cùng cần thiết nhưng chưa được nhiều mẫu xe sang chú ý. Đây là lý do ông quyết định trở thành một trong 500 khách hàng sở hữu chiếc xe mang động cơ V8 của hãng xe Việt. Theo một nhân viên bán hàng của VinFast, chiếc President không chỉ dành cho phái mạnh mà còn chinh phục trái tim nhiều khách hàng nữ nhờ sự cầu kỳ trong thiết kế. Điều này được chị Vũ Thị Hoa đến từ Long Biên, Hà Nội thừa nhận khi đang làm thủ tục chốt hợp đồng đặt cọc chiếc xe VinFast President phiên bản màu vàng. Chị Hoa kể, từ 2 tuần trước, khi tình cờ xem được những hình ảnh đầu tiên về President, chị đã gọi điện thoại ngay cho VinFast để xin lịch hẹn đến showroom trực tiếp xem xe. Sáng ngày 7 tháng 9, mặc cho trời mưa to, hai vợ chồng vẫn quyết định đến showroom thật sớm để tự trải nghiệm. Cảm giác đầu tiên khi lần đầu nhìn thấy chiếc xe là sởn gai ốc vì nó quá sang trọng, quá khỏe khoắn, chị Hoa nói. Cảm giác khỏe khoắn ấy theo chị Hoa hoàn toàn khác những mẫu xe khác. Bởi đây là vẻ ngoài cho người nhìn cảm giác lịch lãm, gọn gàng, không hề cồng kềnh như một số mẫu xe sang khác. Thừa nhận rằng bản thân không quá hiểu nhiều về yếu tố kỹ thuật, nhưng chị bảo cảm giác thoải mái đến từ bậc lên xuống hay cảm giác mềm mại khi sờ tay vào lớp da ghế của chiếc President rất phù hợp với phụ nữ như chị. Hai vợ chồng chị hiện đang sử dụng chiếc Lux SA 2.0 và chị cho rằng điều được nhất của VinFast là đi tới đâu, chiếc xe của chị cũng được mọi người trầm trồ. Với chiếc President phiên bản giới hạn, mẫu xe mà chị sắp chính thức sở hữu chắc chắn sẽ còn thu hút ánh nhìn hơn thế. VinFast President sở hữu chiều dài cơ sở lên đến 3.133mm cùng với động cơ V8 6.2 lít mạnh mẽ bậc nhất thế giới. Chiếc xe mới ra mắt của VinFast có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong vòng 6,8 giây, đạt vận tốc tối đa gần 300 km/h. Hãng xe Việt chỉ sản xuất giới hạn 500 chiếc, VinFast President dành riêng cho thị trường Việt Nam. Với 18 màu sơn ngoại thất và có thể phủ một số màu đặc biệt ở những vị trí điểm nhấn,
VinFast President nhắm tới các khách hàng thành đạt, tiên phong và có tinh thần tự tôn dân tộc. Mẫu xe phiên bản giới hạn này có giá 4,6 tỷ đồng và 100 khách hàng đầu tiên đặt mua xe sẽ được hưởng mức giá ưu đãi đặc biệt là 3,8 tỷ đồng. Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay dinhastudio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.